Supersướng.vn có những cơ hội quay quà tặng trúng 10.000 quân huy, và đặc biệt rằng các bạn sẽ có quay vòng trúng skin SSS, và đặc biệt rằng các bạn sẽ được x200% khi các bạn nạp thẻ vào, và nick được giảm giá 50%. Còn chần chừ gì nữa và không vào Supersướng.vn để mua sắm nào. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm qua tất cả các bạn xem một trận đấu Nakroth lật keo rất có hay không các bạn? Và ngày hôm nay thì cũng như vậy, trận đấu này thì rất khó khăn khi gặp những vị tướng counter của Kera như Atrid, Zata, Arum. Đơn giản là ba vị tướng đấy thì khắc chế cái Kera cực kỳ kinh dị rồi. Thì mình khẳng định rằng khi gặp một trận đấu counter như thế này thì bắt buộc chúng ta sẽ phải đánh vào thiên hướng lật keo. Đấy. Thì lật keo trận đấu này như thế nào? Thì trước tiên để một trận đấu lật keo thì mình xin phép nói một chút là các bạn nào có nhu cầu mua nick mà các bạn muốn chọn những cái vị tướng. Và mình cũng nói luôn, nếu các bạn chọn những vị tướng skin SSS thì nói chung giá của nó phải trên tiền triệu các bạn nhá. Không rẻ đâu. Bởi vì vốn gì đang một skin SSS các bạn đã mất vài triệu để các bạn mua rồi. Chưa kể cái nick đấy lại có Ngọc Bá. Cái nick đấy là có công chơi nick đấy một năm. Rồi chưa kể cái nick đấy thì có những skin khác, có những vị tướng khác. Cho nên cái giá nick skin ES không những tính vào skin ES đó, mà nó tính thêm cả cái nick nữa. Cho nên giá của nó không hề rẻ các bạn nhé. Tầm 2 triệu trở lên thì các bạn mới có những skin ES như Na Về Thân, hoặc là các vị tướng ES khác. ES khác thì khả năng rẻ hơn, nhưng không sao, các bạn nào có nhu cầu mua nick trên 700.000 thì hãy nhắn tin vào Zalo của mình. Mình sẽ tìm tưởng cho tất cả các bạn sự tối ưu nhất, cái chi phí cho tất cả các bạn, để các bạn có một cái nick rẻ nhất, chất lượng nhất để các bạn chơi các bạn nhé. Và các bạn đừng quên nhắn tin vào số Zalo của mình nhé. Rồi ok, vừa rồi thì sẽ mình lùm được một màn chiến công đầu rất là ngon, nhưng nó sẽ không nói lên cái vấn đề gì hết. Bởi vì vốn gì rằng mới chỉ level 3, level 4 thôi, chưa làm cái gì nhiều trong trận đấu này cả. Và ok, mình sẽ phải farm xong đường này thì mình sẽ rẻ vào đi ra ghé có mid, và hy vọng cái đường rồng của mình lá ví thì khả năng để mà nói đi về Joker rất là khó các bạn nhá. Bởi vì Joker là một vị tướng nó bật chiêu 2 lên thì nó kháng hoàn toàn 100 sát thương của tất cả các công vật lý, nên rất là khó. Rồi thằng Atrid thì các bạn hiểu rồi, nó rất là mạnh. Rồi cái pha này lao vào được hay không? Ôi bẫy vào thằng Arum bị đấu cái con lâu nhau chứ. Rồi Joker ngon lành. Đây, Atrid này có hang hay có Joker. Rồi ôi giời, cái thằng Atrid mạnh quá anh em ơi. Rồi đai rồi. Rồi cũng sao các bạn nhá. Thực sự là Atrid là một vị tướng nó cấu tớ cứng của cái thằng Kera đó các bạn ạ. Cấu tớ cứng luôn. Kết hợp với thằng Arum này thì đúng là trần chiều các bạn nhá. Thế với thằng Murat đi top cầm tốc biến này nữa mình ghét. Rồi về đây nào. Chắc chắn sẽ về. Đâu. Nón mũ rát phải dùng tối này. Khái thác các bạn ạ. Thực sự để mà nói thì cái thằng mũ rát ở phiên bản này nó rất khó chết, nhưng mà căn bản là các bạn phải để cái bóng như thế nào thôi. Rồi biết rồi, khả năng đủ đám rồi, không đủ đám à, thằng Zata rồi, la lên rồi bay các bạn ạ. Rồi khả năng rồi bay đi tôi cho mày bay, cho chán thôi, bay cho chán thôi nào. Thế mà nó vẫn bụp cái thằng Arthur của mình các bạn ạ. Và thực sự để mà nói thì Zata là cùng một vị tướng nó khắc chỉ một phần nào để thằng Kera nè các bạn ạ. Đấy, trong trận đấu này có đến 3-4 vị tướng nó khắc chế luôn. Rồi thằng Arum này nữa thì thôi chim cút chào. Rồi ok, pha này bỏ các bạn nhá. Cái pha này bỏ thôi, bởi vì mình từng này máu không thể ăn được thằng Atrid đâu các bạn ạ. Thôi tập trung farm thôi. Và gặp những cái thế trận như thế này thì các bạn sẽ làm như thế nào ạ? Ok, cái cơ bản đầu tiên để một trận đấu lật keo đó chính là các bạn phải làm thế nào để đồng đội các bạn có đô. Đấy, phải làm thế nào để các đồng đội các bạn có đô. Đó là cái điều quan trọng nhất, bởi vì ở cái meta này thì các bạn không thể nào một mình các bạn đảm đang được cái việc là các bạn gánh được team đâu. Các bạn chỉ có thể ăn được 2 hoặc 3 mạng là giỏi, nhưng thể ăn được 5 mạng. Cho nên bắt buộc các bạn đó chính là phải để đồng đội bên xanh, đặc biệt là Tulen, Lavi là hai vị tướng chủ lực. Còn thằng Tha Thú với thằng Grack thì cho nó có đô để nó tánh trấu thôi, chứ cũng quan trọng lắm. Nó gây được đám đâu. Và các bạn nên biết rồi, một cây làm chẳng nên nón ba cái chùm lại thì nên thành một cái chùm cây. Cho nên mục tiêu đó chính là để đồng đội xanh. Để đồng đội xanh như thế nào? Phải kéo dài game ra. Và kéo dài game ra để làm gì? Để đồng đội mình có thời gian farm đâu. Rồi cái pha này từ từ bình tĩnh mình sẽ cho mục tiêu. Rồi thằng này đây, thằng Arum này một mảng ngon lành. Tiếp tục Joker này, lá lên Joker rồi, có tiếp hai mảng các bạn.
Cái gì? Ôi dồi, còn băng sứa một cái pha để minh tiết. Bất đắc kỳ tử anh em ạ. Thằng giá tá, cái thằng giá tá đam nó to thật đấy anh em ơi. Rồi thằng Murat này. Không biết có bắt được Murat cái đấy, đấy rồi, 1 2 rồi. Ôi dồi. Rồi hồ combo. Rồi tao coi mới chảy ra, tao coi mới chảy. Ôi dồi, tốc biển anh em ạ. Tẩu chạn với thằng Murat đi top lắm rồi anh em ạ. Ôi thêm thằng cái ra này. Rồi thằng Atit rệt mình. Mái rệt nhá. Ngày mai rệt nhà Atit nhá. Thích cho tao chảy mới một vòng quanh map luôn. Đấy, đấy là phút thứ 7 rồi. Thì nói chung là cái cách của mình thì cố gắng nhất để cho team địch nó không chùm lại bốn thằng để đầy đường các bạn nhá. Sẽ không để cho nó đầy đường. Rồi, phá này mình sẽ bắt thằng Zata này. Bắt lẻ được Zata thì sẽ kéo dài trận đấu thêm vài phút nữa. Vài phút khi trong những trận đấu lật keo nó rất là giá trị các bạn nhá. Rất là quan trọng luôn. Cho nên là cái mục đích của việc tưởng kết ra và trong những trận đấu xanh hay là yếu đi chăng nữa thì cái việc quan trọng nhất của việc kết ra đó chính là bắt lẻ các bạn nhá. Thôi chấp nhận thôi, đã bị cáo tư là mình không thể đối đầu với thằng Atit được. Chấp nhận các bạn nhé. Và trong trận đấu này mình sẽ khai thác những vị tướng nào, chỉ được 3 vị tướng thôi. 1. Murat. 2. Joker. 3. Zata. Đấy, mình sẽ khai thác 3 vị tướng để bắt buộc mình làm cái gì đi chăng nữa. Bắt buộc mình cầm cái ra, mình phải bắt được 1 trong 3 vị tướng đấy. Thì mới có cơ hội lật keo. Đấy, còn mới có cơ hội lật keo được, các bạn phải gánh ở giai đoạn đầu game thì đồng đội các bạn mới có thể chơi clip game các bạn nhá. Chẳng hạn tu lên Lavi nhá. Đấy, thằng Murat này rồi, mình sẽ bật đây. Thôi, phá này bỏ đi. Có cái Zata là các bạn nhá. Đấy, Zata muốn bắt nó thì chỉ có đây cái phá này đây rồi. Này, combat như này các bạn hãy nhìn cách mình lá vào này. Loại bỏ những thằng thấp máu nhất trước. Thằng nào thấp máu nhất? Rồi, Zata các bạn nhá. Loại bỏ Zata trước. Rồi, chưa ba mình hồi, tiếp tục do cơ. Đấy. Khi các bạn muốn đánh lật keo và các bạn muốn tham gia có bắt tổng đối với Kera ấy, thì các bạn hãy loại bỏ cho mình những vị tướng thất máu nhất. Đặc biệt rằng Kera không bao giờ các bạn, cho dù xanh hay là yếu, các bạn hãy nhớ cho mình một điều này, không bao giờ được bay vào hai vị tướng rơi lên. Đấy, nôm na giống như Joker với Zata đứng cạnh nhau và thằng Murat đứng xa xa một chút, không bao giờ bay vào. Cho dù các bạn xanh đi chăng nữa, các bạn cũng chết. Cái con Kera này đặc biệt là chỉ đánh đơn lẻ mục tiêu là mảnh thôi. Cho nên bởi vì cái combo của nó zone đơn lẻ mục tiêu mà. Lý do gì các bạn nhảy vào hai thằng làm gì? Cho nên các bạn phải nghiêm khắc với bản thân mình, không bao giờ được nhảy vào hai thằng bị tử cùng một lúc. Cho nên bắt buộc các bạn sẽ phải đánh thằng nào bị cô lập. Thằng nào bị cô lập chúng ta đánh và loại bỏ những thằng nào thấp máu nữa là càng tốt. Các bạn hãy nhớ mình điều đấy nhá. Rồi cái pha này không biết còn có bắt rồi. Từ từ bình tĩnh hút nào. Rồi cái pha này 3-4 thằng chùm lại thì mình không vào, mình sẽ đánh cái thằng cô lập này, Atit này. Đấy rồi, mặc dù nó dùng chưa ba nhá, vẫn zone Atit cô lập nào. Đấy. Các bạn thấy chưa? Thằng Atit nó bị 3-4 thằng đánh mà nó đập mình gần chết rồi các bạn ạ. Cho nên là mình khuyên các bạn khi các bạn cầm cây ra, các bạn phải xác định rõ ràng rằng đây là một vị tướng đánh đứng lẻ mục tiêu và chỉ đánh được vị tướng cô lập chứ không thể nào có bắt tổng được. Đấy. Cây ra là một vị tướng đầy lẻ cũng không tốt. Nó cũng là một vị tướng nó farm quài, nó phải dùng rất nhiều chiêu thức để farm. Cho nên là một vị tướng đầy đường không tốt. Cho nên cây ra xuất hiện ở một trận đầu nó chỉ snowball. Có không bị có tới thì nó snowball từ đầu trận đến cuối trận được. Bởi vì nó nhờ cái bắt lẻ. Đấy, nhờ bắt đánh đi gánh những cái đường đơn lẻ mục tiêu. Rất là tốt các bạn nhá. Cho nên cây ra các bạn hãy nhìn này. Đây, những vị tướng cô lập mục tiêu mình sẽ đánh. Đấy. Các bạn hãy nhìn, không bao giờ lao vào 2-3 thằng. Mà có lao vào 2-3 thằng thì đó những cái pha mình lỗi. Mà mình lỗi thì như nào ạ? Mình lỗi thì mình nằm xuống thì như nào? Mất lợi thế. Bây giờ mình đã nói chung hiện tại KDA của mình là 13-4 rồi. KDA rất là xanh. Và mình đã kéo được trong team của mình. Cái thằng Atit tao thách mình, tao giết mình luôn. Từ từ mất cho bá đi, tao quật. Rồi vào đây tao băng xương. Làm gì tao? Đấy mình xử nó các bạn ạ. Ôi trời ơi. Rồi chim cút. Đấy. Cho nên là các bạn hãy nhớ cho mình nhá. Khi các bạn cầm Kera cảnh team, bắt buộc các bạn chơi Kera. Cho dù Kera nó thọt thua vang ấy, nó cũng sẽ giết được một trong những cái vị tướng chủ lực của team địch. Cho nên bắt buộc các bạn chơi Kera, các bạn phải làm bằng một cách để các bạn bắt lẻ được một để những vị tướng của team địch. Khi bắt lẻ xong thì các bạn sẽ cố gắng kéo dài thời gian nhất có thể cho team địch. Đó chính là như nào ạ? Bắt lẻ rồi thì team địch không thể đẩy được nha. Và chúng ta lật keo là chúng ta phải làm cho team địch tàn lẻ ra, di chuyển lẻ ra, chứ để mà nó mà tập trung nắm thằng đẩy một đường thì tí mình combat không lại, thua. Đấy rồi các bạn nhá, bắt được cái Murat đấy. Mặc dù đây là một trận đầu nó chúng ngang cơ thôi, nhưng mình sẽ kéo dài một chút càng tốt. Rồi cái pha này có bắt rau tranh này, rồi Joker các bạn nhá. Rồi xong,
Rồi xong, thằng Arum bị dính trường Arum luôn. Đấy, thì mình nghĩ là bây giờ thôi được rồi. Nói chung là ôi tu lẹ đồ sách này nay thì nó thật rồi. Bây giờ đến lúc các bạn nhá. Bây giờ đến lúc các bạn gánh cơn lao nhá. Tâm dư thì coi như thôi. Đầu ghế mà dư mình bắt lẻ như thế là ok rồi. Mình bắt thằng Giá Ta, bắt Joker, bắt Murat như thế là ok, quá thành công các bạn ạ. Rồi ăn, ôi giời, lại thằng Atit toàn bị nó cướp. Câu tư là vậy, ôi giời, lại chết các bạn nhá. Thôi, việc còn lại là để cho Tulen, Lavi làm các bạn nhá. Rồi Lavi như đã, ui giời, Lavi chết. Còn Tulen các bạn, này Tulen nhá, đừng có làm là mình thất vọng nhá. Đầu ghế mình dư. Đấy, bản để mình gồng cảnh cái đầu game dư mà cái việc thủ trụ mà bây giờ ba thằng, nó có ba thằng giỏi lắm, bốn thằng. Tulen làm gì không? Tulen hay quá, Tulen bắn tuyệt vời, chưa một là hết lính. Ủa lấy còn ba tấn lính sáu anh em ạ. Xác định mất cái trụ. Ủa thằng Tha Thu, rồi Tha Thu năm rồi, thằng Grak làm được gì không? Rồi Grak hút bao nhiêu đam luôn. Rồi còn thằng Tulen tím nó hết chiếu đây. Tulen ơi, hết chiếu cả rồi, hay quá. Trời ơi, gánh tím quá kia, hay quá, tuyệt vời. Rồi giết thằng này tiếp ra ta. Rồi bay vào Atip rồi, win. Đấy các bạn, cái giá trị lật keo để đấy, mình đã nói rồi, một mình các bạn không thể nào làm gì khi không có đồng đội, cho nên cái việc mình sẽ kéo dài game hết nhất có thể. Đấy, Tulen biết chơi đấy, nhưng mà do team địch nó đâu game nó khá mạnh, cho nên cái việc Tulen đâu game nó hơi thọt một chút. Và sau này thì sánh như không nói rồi. Ok, clip đấy kết thúc và xin chào tất cả bạn, và hẹn gặp tất cả bạn ở clip sau nha. Tất cả bạn ấy mài, yeah, bye bye. Moving on.